Đến đây, chỉ cần đặt chân lên những chuyến phà kỷ niệm, vượt dòng cổ chiên là đến ngay ấp Cồn Chim. Đến với Hòa Minh, ngồi đò chừng 5 phút là qua được Cồn Chim. Bỏ hết xe cộ bên kia bờ cũng giống như bỏ hết những gánh nặng của vòng xoay hàng ngày lại bên ấy. Những nụ cười tươi tắn của người dân chào đón du khách thật mộc mạc, chân thật và hiếu khách. Bước qua bờ bên này là những mái nhà lá đơn sơ, nền đất mát rượi, một vườn cây trái sum suê. Anh về miền quê thăm người em bé nhỏ dịu hiền. Em đây. Quán cô Hiền cái gì cũng ngon, cá lóc nướng lá chuối, đĩa rau thơm ngát, ngụm nước dừa, dừa dứa thơm phức, rau luộc kho quẹt, ở mái nhà lá thì có gì bằng. Bánh lá nước dừa sao mà ngon thế này, ăn một lần làm sao mà quên được. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Có này dễ thương không? Wow. Xin hình thôi hả? Em chụp đi. Ô đẹp quá. Kho quẹt nè, rồi cách tre nướng nè, rồi gà luộc. Đó, món ngon. Đây là món em thích nhất nè, cá lóc nè. Coi cái bình ngoài kia, coi cái nhà dễ thương không, ngay bờ sông nè. Trời ơi, ngon quá. Quá là xuất sắc luôn, vô không đây. Không uổng công mình đi, rất là xa. Vô ăn cơm làng, cơm quê, quá ngon luôn. Quá ngon. Tiệm cơm cô Huyền. Trời, em thích cái dĩa rau này lắm luôn. Thôi, vô đây thôi, cô Huyền. Dĩa rau luộc rất là hấp dẫn luôn. Mà cái này ăn ngon. Đòi chú đẹp không đúng không? Trời, có nồi niêu xong chảo này nó. Ồ, cái bếp sạch quá trời luôn. Tôi thứ năm tên Lương là chủ quê gia đình. Dạ. Ở đây là khách ở xa tới hả chị? À, ai tới là phải gọi trước để mà đặt đúng không? Đúng rồi. Trời, có con súng nè. Có súng tím nè. Trời, thôi mình ra mình coi. Có bông này bông gì đây? Bông xoa đũa. À, bông xoa đũa, thì mình ra ngồi mình ăn đi. Rửa tay. Để tôi rửa tay chị bật nước cho em rửa tay miếng chị. Rửa bằng cái đó đó. Có con lăng quăng không? Không đúng không? Rửa tay. Không có lăng quăng phải không? Không có nước rửa tay. Trời, rửa tay đây nhớ cái giếng ngày xưa của mẹ. Rồi. Dạ. Về quê vui quá. Cá đá nữa. Có cá nữa nè. Cái này là cá ngát. Luộc ngon quá, ngon quá. Đi xong ra rồi. Anh hay là anh nguyên cái này nướng này xỉu luôn hả? Xỉu. Đâu cho anh miếng coi. Cá ngát nè ngươi. Đưa cho anh mình uống bằng cái này nó hấp dẫn hơn. Mình phải múc ra, mình phải múc. Không, mình uống bằng cái này mới giống là người quê. Ok. Hồi xưa mình không, uống được, nếu được phải đổ ra ly chứ. Cái này để múc còn cái gáo nước kia khác. Còn cái gáo mới không? Cho mượn cái gáo mới đi. Còn cái gáo mới không? Cho mượn cái gáo mới đi. Không, uống cái gáo này thôi. Ok. Sao nước uống miếng nè, uống cho nó giống như người quê ngày xưa nè. Uống quá là ngọt luôn mà có mùi lá dứa.
gáo dừa. Cái này là cái gáo. Cái này là uống cái gáo dừa còn ngon hơn uống cái ly nữa. Cái này là có mùi lá dứa nữa. Đó, đây, đây, đây cái này là để múc nha. Đây cái gáo này múc, cái này để uống. Đấy. Rồi. Gáo dừa. Tiếp đi. Uống này hai đứa mình uống nha. À, cùng lên, cùng lên. Uống gáo dừa ấy, cùng uống gáo dừa. Đấy. Ủa? Đấy. Ủa? Cùng lên kiểu mới đây cơ. À, cùng cái nè. Quá. Đổi nữa, đổ nữa, đổ nữa, đổ nữa. Rồi, uống tiếp. Rồi, này giống sao giống uống rượu cần quá vậy. Ngon quá, cái lá dứa nó thơm. Thơm lắm không mà cái này là chè nhưng mà thơm quá. Dạ, trà, nước trà, dĩa cá quý vị thấy ngon không? Cái này là cá ngát đó quý vị. Dạ. Cá ngát. Rau súng nữa nè. Trời ơi, bông súng ngon quá. Rồi, ta nói mà ở ngoài đây mình ngồi ăn nhìn ra thích nha. Vuông tôm, vuông tôm. Như là nhà ngoài nhà. Chị, em lên cái cầu này có được không vậy? Lên cái cầu này có sập không? Lên cái cầu này có sập không? Lên cái cầu này có sập không? Tôi lên cái cầu này tôi sợ quá. Nghe nó nứt nứt là ghê quá. Đứng yên, à, anh đừng có đây là gì. Mình tre. Okay. Rất là thích luôn á. Trời đẹp lắm, quay đầu. Ờ, hai mấy trái me nấu canh chua. Ôi, cái me nó kìa. À, qua ăn trái me đi, đi. Trời ơi, cây xoài nó quá trời trái luôn nè. Đây thưa quý vị, đây. Tiệm cơm Năm Lương. Nếu mà quý vị nào có dịp về, cái này là Trà Vinh, Cồn Chim, Cồn Chim. Cồn Chim, Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và Cồn Chim nha quý vị. Nè trái me nè. Wow. Hai trái me. Ôi đã quá. Dạ bẻ trái me. Nhưng mà cái này chưa chín, anh lấy trái chín á. Nhưng ăn me chua mới ngon. Ngon vậy. Thì để hình cầm cầm cái giáo để cho nó sạch sẽ đã. Đem miếng muối ra chấm me nè. À, để cho nó đây sạch sẽ. Đây là me nè, quý vị, me dốt không? Không biết me gì nhưng mà. Nhưng mà em sợ cái này nó sống ăn được á. Thì me sống ăn rất là ngon. Vậy hả? Cắn thử không? Nó ăn được đâu. Chút xíu ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Ăn được. Nó đắng. Vẫn được. Vẫn ăn được nhưng mà nó chua. Chua quá. Tế nha anh. Nhưng mà nó ngon. Nhưng mà nó ngon mà nó chua quá. Tất cả rau thơm, rau trồng trồng hết luôn nha quý vị. Ở đây là ớt này, tất cả là cái ớt này, ớt này rất là ngon nè. Hai người ta vô ăn nè, đây. Được, thích quá. Cây nhà lá vườn hết luôn. Mình thấy cái rau quế ở đây nó nhỏ nhỏ. Đây cái này rau 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 răm. Rau răm. Còn cái rau răm ở bên Mỹ nó bự lắm. Rau răm này rất là thơm nè. Ớt nhà trồng luôn. Rồi, nhưng mà cái rau răm này nó sẽ thơm hơn anh. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái lá mà nó bự không thơm. Nó thơm hả con? Rồi có rau má nữa nè, trời ơi. Wow. Ăn uống hết đi. Đu đủ quá trời trái ha. Rồi cái cây đu đủ có chút xíu mà quá trời trái luôn. Ơi, cây rau má đã quá à. Mình ở đây. Ủa cái, trời ơi, cây đu đủ anh coi trái nè. Oh my god. Trời ơi, quý vị ơi, đẹp lắm luôn á. Nếu mà quý vị có dịp về Trà Vinh nhớ ghé Cồn Chim quán cơm Năm Lương. À, tất cả là ok. Đi rau lan nè phải không anh? Rau lan, rau khoai đó. À, rau lan nữa nè. Hình như ở dưới này họ nuôi tôm phải không chị? Đúng rồi, đúng rồi. À, đi vô mình ăn nha. Dạ, bây giờ thì đi vô ăn cơm. Đã quá, chúc mình hái xoài lên xe ăn. Chúc mình hái xoài lên xe ăn. Chúc mình hái xoài lên xe ăn. Hỏi nhưng mà hỏi bà trái nào chín rồi mới hái đây được. Trái này được nè. Không, trái này chưa chín đâu. Nhưng mà mình ăn sống sống nó ngon hơn phải không xoài chị? Xoài này ăn sống dạ. Chua hay ngọt? Nó gần chín thì ăn nó ngọt mà nó sống rồi nó chua dữ lắm. Nhưng mà thích chua thì chua. Mình hái sống à, đúng rồi, nếu mình thích chua thì mình hái sống. Không có mấy trái nó bự lắm. Cho mình hái me nữa nha. Dạ. Đâu. Dạ. Ok. Ô đi rồi. Đó, đi ra dễ chưa luôn á. Ok. Hai trái hả? So ở trái nào lớn hơn trái nào? Cái tổ chim đó là cái gì? Tổ chim á. Tổ chim á, đó là tổ chim. À, có cái chim dọc. Tổ chim dọc dọc. Có con nào đóng không? Ở núi có này chị lấy về trang trí phải là chứ nó đâu còn. Nó có chiên dọc dọc á. Nó đang cái đẹp quá hả?
nó đang là tình độ lắm á. Mày bò cho đây nó ngủ. À. Có mấy trái? Có xoài quá. Ô, vú sữa có trái luôn kìa. Đâu vú sữa đâu? Đây đây vú sữa này có trái. Xin phép trái chín rồi đó. Trái bong bóng chín hả? Ờ. Có vú sữa luôn này vui quá. Cái này sabuche. Ô. Sabuche. Ô, chịu. Sao cô chê, cây này cây sao cô chê. Nhưng mà tại sao chú không xịt thuốc đi? Nó bị sâu á. Nó bị sâu nè, tại vì cái này không xịt thuốc. Mẹ mẹ quay cây vú sữa nè mẹ. Đây cái cây vú sữa quá nha. Nó có loại tất cả là sữa nó có loại thuốc mà sữa. Đây cây vú sữa. Nó bị tất cả là organic hết nha quý vị. Sabuche đem bị mấy con nhỏ nhỏ rầy rầy trắng trắng nên ăn hết nè. Oh my gosh. Look, một trái xoài rất là nhỏ xíu. Còn cái này cây sabuche nè, quý vị quá trời trái luôn. Nhưng mà cái trái này bị sâu nó ăn hết rồi. Trời cái tắc nữa kìa anh. Ê, vô ăn nha mọi người ơi. Khoan khoan để anh giới thiệu này. Ủa giới thiệu anh Tuấn giới thiệu đi anh. Đây là khâu quẹt, khâu quẹt đúng không? Đây mắm khâu quẹt. Dạ. Khâu quẹt bỏ đây này đúng không? Đúng rồi. Rau luộc. Đây. Rồi bỏ trên cái lò than á. Chấm vô cái này nè nha. Dạ. Rồi cá lóc đồng. Ồ quá. Là cá lóc đồng nha quý vị. À nướng. Để mình cuốn với bánh tráng. Rồi rau cuốn, rau organic nè. Dạ. Còn cái này là bộ lòng gà đúng không? Con gà luôn. Nguyên một con gà. Con gà, bộ lòng gà đầy đủ luôn, nguyên một mâm. Ở dưới nó có sâu phải không? Gà không, gà thôi. Cái này gà giống thôi. Này lẩu cá nữa kìa. Lẩu cá ngát. Wow, lẩu cá ngát. Ngon. Trời ơi, ngon quá. Sẽ livestream tiếp cho quý vị xem nha. Thank you quý vị. Lát chanh. Trời cái ghế gỗ mà giống ngay nhà ngày xưa dễ thương quá hả? Dạ, đúng chưa. Ok. Cá rồi à. Có cái lò than dễ thương cưng đúng không? À, đúng ở dưới có bếp than cho mọi người nè, dễ thương không? Đó. Đây nè, đây nè, thấy. Đó. Có than nè, cái mình bỏ cái này lên cái nóng vậy đó. Quá là dễ thương. Ăn cái này nhớ quê ha. Cái chén là phải bể bể một chút nữa mới cũ cũ. Cái chén là phải cũ cũ chút. Cái này có xả có lá chanh thơm quá. Bưng trái dừa có duyên quá, trái dừa chặt có duyên quá. Chị bưng ngoài em trái dừa đẹp quá, dễ thương quá. Chặt ba nhát đó. Có trái dừa chặt duyên dáng không? Mở ra, mở ra. Trời ơi, coi này. Ba nhát. Quá đẹp luôn. Chặt có duyên quá. Ông thử nha. Ừ. Cái ống hút bằng cây sậy hả chị? Cái ống hút này là bằng cây sậy nha, bằng cây thiên nhiên. Không có cái gì hết chất ở đây hết, tất cả là do mình hết luôn. Ngon ha. Nhưng mà ở đây đặc biệt là có dừa sáp không anh hả sao? Thì chút xíu nữa sẽ về Trà Vinh mua dừa sáp. Cô Hiền ơi, cô Hiền. Đừng có đâu. Thí dụ mà người ta muốn tới đây ăn ở Sài Gòn ở chỗ nào khác. Người ta về đây ta gọi số nào? Đó, cô đọc đi. Quý vị mà muốn đến đây trải nghiệm thì nhớ gọi số đó nha. Trong nhà là cô Hiền mà ở ngồi cổng là Năm Lương. Năm Lương. Cái ớt này mới ngon nè. Nãy hái ngoài vườn bà không? Mới hái ngoài vườn nha. Cái ớt này, ớt này rất là ngon nè. Hái trái vô ăn nè, đây. Trời ơi, thích quá. Ớt thơm thơm nè. Chút xíu nè em hái mè. Rửa chưa? Em chưa. Ớt về thiên nhiên mà. Về đang cơm ngồi trời chân. Gió mát hiu hiu. Thích nha. Thơm, ngon. Cá lóc nướng trui ha. À, cá lóc đầm nướng trui và cuốn với rau này. Đó. Cá sống này organic. Hồi nãy chị Huyền chị mới xuống với rạch mương chị bắt lên á. À, lúc mà đoàn báo đến chơi là chị bắt lên liền.
vuông ra nè. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Bằng ăn để cho biết thôi. Cho biết nha bạn. Cắt cắt ra dùm cái ăn người lóc hay ha. Biết cho bằng. Chú, nó phải vuông, ăn thơm rồi đó, nó chua nó thơm. Cắt cho em lát đi, cắt cho em lát đi. Không, không phải cắt lát. Thơm. Không phải cắt lát mà chia ra làm 10. Chú cắt cho lát đi cái bỏ vô đây. Đúng rồi đó. Cái bằng là ai cũng muốn thử miếng. Làm 10 ai cũng muốn thử miếng. Cắt mỏng mỏng đi chú. Mình bỏ vô mình thế chế chua cũng ngon. Không, quan trọng là ăn chấm với mắm mắm tôm mắm gì đó. Mắm ruốc. Tại vì mình ăn khế chua nhớ không? Em thấy mắm tép đây ngon quá. Hỏi em. Rất là ngon mà chị làm rất là vị, rất là vừa ăn. Không có cái cá lóc đây luôn. Khác cá lóc này mà ăn người trong mắt. Cái bằng hả chú? Dạ, chua. Ồ, bây giờ phải bỏ vô đây ăn chung nè. Chua. Ăn cái món đó mình không có cảm nhận được. Ừ, thơm quá. Tiếm chứ sung vậy đó. Cắn thử miếng đi rồi ăn giống giống như cái món đó đó. Chua ha. Chua mà không có chua lắm, ngon. Nó bây giờ mình bỏ cho mình uống nè. Đó, hôm nay là tôi ăn giống không, không có. Lần đầu tiên biết á. Cái bần này nó chín rồi, rất là ngon, thơm lắm. Thơm lắm. Nghe nhiều. Thơm á. Mùi thơm. Chua mà thơm lắm. Thấy được cái clip à. Có cái vị thơm ha. Hà Giang á. Em ăn cái đây luôn nè. Phi Pháo đó rồi báo thử nè. Dạ. Ừ, em sáng tác bài có bông bần đi. Được. Giống như bông bần rung trắng ngoài sân, lấy chồng xa xứ, biết đâu mà tìm đúng không? Có mong ngày về à. Cái ăn cái bần này là không có về được. Bữa nay tối nay mình ở lại. Ở lại luôn, em hòa về đó. Có gì ăn vàng. Không, bỏ cái bần cho đi quấn. Rất ngon. Nó thơm lắm, nó có mùi thơm rất đặc biệt. Chua lắm. Bỏ khế vô không. Chua. Không có ngán. Ăn chung với cuốn này không có ngán. Nó giống như là mình ăn gỏi rồi có khế chua. Ngon lắm. Hồi nãy giờ bị ngán mà bỏ trái bần vô ăn tự nhiên thấy ngon hơn. Ngon quá. Nó có vị chua làm mình bớt ngán. Đúng rồi. Con cá nó giống y như con cá. Cái này nó cá ngát thì nó rất là dai. À cá này nó ba gai lắm hả? Ừ, nó dai. Vậy hả? Cái gì mình ăn mà mình không bị bắt nó bị chích nó ăn nè con Xuân. Nếu mình hợp á thì cá này là cá nuôi hay cá đồng chị? Không, cá nuôi sông, cá tự nhiên với sông luôn. Ngon quá, chấm miếng mắm mặn mới ngon nè. Rau cá ngon quá, cá rất là ngon luôn. Rồi rau nó vừa ngon mà vừa béo nữa. Rồi rau quá đẹp. Chinh. Chinh hái cho trái ớt nữa đi. Đúng rồi. Có trái ớt ngoài vườn hái mới ngon. Ngon không? Nhưng mà bây giờ họ làm để em biết làm ăn đi, đi chăm coi. Chị ơi mình này có dầu không chị? Cái này là nước cốt dừa. Nước dừa. Hấp dẫn. Nước cốt dừa. Rồi. Hay quá ha. Rồi cái bánh lá nữa hả? Dạ. Chú Quang làm, có làm. Cái cái luôn cái gạo đó là ngâm sao chung. Lấy một cái này làm. Dạ. Lấy nó quấn vô trong này. Chú chị đi. Khiều nó lên. À. Đây. Đây chiều lên cái mình lấy tay mình quấn vô. Quấn vậy. Em quấn chưa? Cái này em nghĩ cho em làm giỏi hơn anh. Quấn vài vòng cái phần là mình xay cho nó chín vô. Mình nè, đứng lại. Nè. Đây. Đó. Rồi, chấm đi chắc. Nhưng mà làm được chưa? Làm phải cho chặt. Chấm vô nha. Đúng rồi. Chặt lên. Chờ em. Có hai chén kia đó, em chén kia anh chén này. Rồi, cho mọi người luôn nha. Cái này bánh gì đây? Bánh lá. Bánh lá rau mơ. Lão quá. Bánh lá rau mơ. Nè. Hai đứa mình cùng vào nước dừa nha. Nó là mình nhúng vậy hả chị? Vừa ăn xong rồi có bánh lá rau mơ nữa, dễ thương không? Cái này là dessert nè. Cái nước dừa rất là ngon nha. Dừa với hành lá với đường. Đẹp không? Rồi, ok, rất tuyệt vời. Thank you. Dạ, em mời anh. Cốt dừa. Ăn quấn cho mình ăn nha. Bây giờ đó là mình ăn lần đầu. Mình phải ăn cái thứ hai, thứ ba mình mới ghiền nó được. Cái bánh này là được làm từ gạo mình ngâm, sau đó mình xay bằng cối xay bột, mà xay tự nhiên luôn, xay bằng tay chứ không xay bằng máy. Rồi sau đó là mình mới lọc và lấy cái bột rồi mình mới nấu thành cái này. Lá mơ
rồi pha với lá mơ, nước lá mơ. Còn cái nước cốt này là từ trái dừa khô á, trái dừa khô mình nạo. Mình nạo cái trái dừa, cái thịt dừa á, xong mình vắt nước. Rồi mình có pha chút bột vô cho nó đặc lại. Rồi trong này có hành lá. Đó, cái món này là món tráng miệng. Nó giống như chè nhưng mà phải bỏ hành vô nữa. Có hành lá. Mà phải quấn mình mới ăn được. Dừa dễ dễ. Nãy giờ tôi chưa có cái nào đẹp, tôi tức quá, tôi phải có cái cho đẹp ra. Nó anh phải là đầu đũa, hả? Sao vậy? Rồi. Nè. Đây. Anh thấy em làm chưa? Đẹp chưa? Chưa, tôi tới cho em. Rồi, bây giờ em chấm nè. Cho một miếng nước dừa nữa. Miếng nước dừa ngon quá. Cũng vậy đó nè, mày xong rồi em chấm vậy em ăn luôn đâu không ngon dừng đứt miệng rồi mẹ chưa có ai rửa tay em đi đường nè, em muốn đi đường nè, vô đây sao em đi đường này nha. Hồi nãy là anh Tuấn lì xì em rồi nha. Dạ. Giờ đến anh Lê lì xì em. Rồi, đây biết là em mới lập gia đình, cho nên anh Lê lì xì em đầu năm nhé. Dạ. Cảm ơn em vì những sáng tác cho anh Lê nhé. Dạ, em thấy cũng cảm ơn anh Tuấn nữa, tại vì em là làm từ anh Tuấn ra, từ những cái bài thơ của anh Tuấn. À, mà từ đâu mà có anh Tuấn? Nói đi. Từ anh Lê. Đó là một nhịp cầu nối. Dạ. Đó. Cái duyên, dạ. Rồi bây giờ thì nhân dịp năm mới thì em chúc anh thiệt là nhiều sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng, với đại là thiệt là nhiều show. Tức là show phải tăng lên nữa, nhưng mà con cái là giảm ký. Trời ơi, á không, nó nhạc sĩ nó đợi đi. Cái tăng con cái đó là giảm, dạ, cái kia tăng cái này giảm. Nhớ sáng tác cho anh Lê bài hay nha. Dạ, cái này là em phải kết hợp với Tuấn, phải nhờ anh Tuấn nữa. Dạ, trong cuốn hát trên cô Hương 7 á, là có một bài Hà Nhớ. Dạ. Phương Mỹ Chi với thằng nhỏ Quân Bảo hát mà bây giờ là gần tới triệu view đó. Bài thơ viết trao ai kỷ niệm hoa bướm say rồi mai đây đường thiên lý xa vời lòng vẫn nhớ trong đời mùa thương dĩ vang bàn ơi. Dạ. Rất thành công em nhá. Dạ. Ừ rồi em sáng tác nhiều bài hay lắm á. Dạ. Cảm ơn nha. Anh ước mơ là 50 năm sau là tên tụi em cũng giống như ông Vinh Sự vậy đó. Yeah. Ráng lên nha. Em sẽ thành ông Vinh Dự. Ok thôi, yeah. Yeah. Hà Thanh Xuân thì cũng mới biết anh Hà Sơn thì cũng là nhờ anh Tuấn kết duyên với anh Quang Lê. Thì Xuân chúc cho anh với lại bà xã năm mới nhiều sức khỏe, là cảm hứng dồi dào, cũng như là melody chút nào cũng trong đầu giai điệu cũng tràn trề hết để mà sáng tác nhiều hơn. Rồi hy vọng là trong tương lai thì Xuân sẽ hát rất là nhiều ca khúc của anh. Rồi bà xã vô với anh Hà Sơn luôn đi. Vô để anh làm chụp hình cho. Vô chụp hình nè. Bà xã vô luôn. Và thiệt là nhiều sức khỏe và có nhiều show. Nhưng mà không cần phải giảm ký. Hà Sơn là tác giả mà Thúy Nga đã xài bài hát đầu tiên rồi. Đó là Mùa Xuân Xa Quê đúng không? Đó, từ khi bài hát cậu này lên Bye Bye Night là nhiều người chú ý. Yeah. Trong đó có Quang Lê. Ê. Bye bye Quang Lê với Xuân với Dân đứng ngồi lại rồi Dân đứng. Cái này ngọt hơn. Sao trái của em nó hơi chua. Thì uống trái này ngọt hơn. Nè, mà ở đây ai chặt dừa rất là đẹp nha. Nè, chị thầy mình không có đi dừa. Lên trên vậy bữa nào chị em chặt nha. Cổ đêm nó cũng đơn giản thôi, chặt một phát tại sao ăn vô cái con dao của mình. Thì còn cái đít bằng này mình chặt luôn hả? Đúng rồi. Ôi chặt xuất sắc á. Dạ. Chặt con dao nhỏ đơn giản thôi. Mình cứ nhắm sao cứ làm mình cứ canh đều thôi. Ba cái đứa có ba cái. Ủa sân sân rồi. Hát tặng một câu rồi chị. Ừ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về vùng lại vườn cao tháng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu.
em vui nhiều không? Khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó chuyền cành me, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng. Ơi thương làm sao, lưng ngoài đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như máu về tim. Khi đoàn ra về, cô Huyền và cả quán Hiền Lương ra đứng ngay mé bờ sông tiễn khách. Nguyễn Liếm khóc kìa, có người khóc kìa. Lưu Liếm. Một bài hát ra đời liền. Khóc quá đi đó mà. Thương quá. Cùng chim chào Vinh anh ha. Cùng chim thành phố chào Vinh không anh? Chờ đứng chào. Đừng nào đi không thấy nữa mới nghĩ chào. Vậy luôn hả? Cả quán lưu luyến vẫy tay chào đoàn cho đến khi thuyền xa khuất bóng. Thật xúc động. Và đoàn tôi nhất định sẽ quay lại vì ở đây những người hiền lành và thật hiếu khách. Ở ấp Cồn Chim, nếu các bạn muốn trải nghiệm như chúng tôi tạm xa Sài Gòn vài ngày, những nhộn nhịp ấy để về với Cồn Chim, thì các bạn hãy đến để được trải nghiệm những giá trị đồng quê, văn hóa của miền Tây nhé. Hôm nay anh Lê rất là tự tin khi mà selfie. Nè, nhìn cái mặt gầy hòm luôn á, gầy còm luôn á. Nói chung là một bữa đi hành hương rất là vui nha. Đi Châu Đốc xong về đi ghé Trà Vinh, tới nhà bây giờ đi về lại không để về lại Trà Vinh, thành phố Trà Vinh, ghé nhà nhạc sĩ Hà Sơn, thăm trường Hà Sơn một xíu. Nghe cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu chừng nào về năm can nhấn nhau qua lại cung đường. Một lần nghe u minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Nó chết nè anh Lê. Tôi ra chụp hình đó mà. Ờ, trả cái ví lại đây. Hai đứa. Có gì nói đừng làm vậy, nhưng mà đi đâu thì đi. Ra chụp hình, ơi, em ơi, hai đứa mình đó ở trong cái xóm này vui nhỉ? Hát hò suốt ngày luôn. Nói chung là nó mình về đây mình cảm thấy rất là vui. Không, giống như ký ức tuổi thơ mà hồi đó ở quê đó. Em thích lắm. Hồi đó đi gì bắt ốc bu á. Rồi đi xuống mấy cái chỗ mà xình á. Hai đứa hẹn hò đêm trăng nè, vui quá. Ê, cái bài gì ta? Quê em nắng là đẹp. Là gì ạ? Đường về canh thâu. Có nhiều bài về quê hương hay lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy kênh Quang Lê hay, xin hãy đăng ký, hãy bình luận những điều quý vị thích thì Quang Lê sẽ quay cho quý vị xem. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả.